Các bạn, trong video ngày hôm nay ẩm thực miền quê mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món bánh dậm nhân đậu xanh ngọt nhé. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong đấy ạ. Đây ạ, bây giờ mình sẽ bóc cái phần bánh ra nhé. Rất là dẻo ngon như thế này. Thì các bạn, mình sẽ sắn ở bên trong ra nhé. Đấy, phần nhân rất là ngon như thế này các bạn ạ, dẻo ngon dễ ăn. Các bạn làm món này thì mình mời các bạn vào bếp làm với mình ạ. Để làm bánh dậm nhân đậu xanh này, các bạn chuẩn bị cho mình ạ. Thứ nhất là bột lép nhé, các bạn sẽ cho mình 500g bột lép ạ. Mình sẽ cho ra một cái tô nhé. Và đậu xanh, các bạn cho mình 200g đậu xanh, các bạn ngâm đi cho mình nhé. Đậu xanh này là đậu xanh chưa chóc vỏ, mình đã ngâm và mình đãi vỏ rồi. Đậu xanh này mình sẽ đem đi nấu. Đấy ạ, cho hết cái phần vỏ đi. Dừa sợi các bạn cho mình 100g và khoảng 100g đường nữa, một chút muối và nước ấm để mình nhào bột ạ. Lá chuối các bạn sẽ rửa sạch cho mình nhé, các bạn luộc lên hoặc mình có thể là hơ lửa để cho cái lá chuối này nó dẻo, nó mềm thì các bạn gói nó sẽ không bị rách nhé. Và bây giờ mình sẽ cho vào nồi cơm điện nấu cái phần đậu xanh đã. Để các bạn cho phần đậu vào nồi cơm điện nấu thì nó sẽ tiện hơn, chúng ta không phải trông lửa đỡ nóng nhé. Đậu xanh các bạn sẽ cho nước vào cho mình. Đã, mình cứ cho độ 2 lưng bát nước này. Các bạn cho mình vào đây một ít muối nhé, để cho cái phần nhân này nó có vị đậm. Bây giờ mình sẽ đem đi mình nấu ạ. Các bạn sẽ nấu như bình thường cho mình nhé. Các bạn cho mình 500g bột lép ra cái tô này. Để cho cái phần bột này của chúng ta làm nhé, nó có độ đậm, các bạn sẽ cho mình vào đây một ít muối này, một ít dầu ăn nhé, để khi chúng ta nhào ấy nó không bị dính vào tay thì dầu ăn. Các bạn cho mình ngượng nước từ từ vào nhé. Cái phần nước mình nhào bột này là ấm tay ấy, thì các bạn nhào bột ấy, nó sẽ nở và bột nó sẽ mềm mịn và ngon nhé. Khi mình nhào bột thành một khối rồi, bây giờ các bạn sẽ cho bột nghỉ nhé và mình sẽ ủ cái phần bột này lại. Đây các bạn, khi phần đỗ mình đã nấu chín rồi nhé, đây ạ, rất là mềm rồi. Bây giờ mình sẽ cho ra ngoài. Đây các bạn, cái phần đỗ các bạn chỉ cần lấy cái thìa dầm như này thôi, nó đã mềm ra rồi nhé, đã bở. Đấy. Bây giờ mình sẽ đem đi để mình xên cái phần đỗ này, các bạn sẽ cho vào cái chảo cho mình nhé. Đây các bạn, đỗ mình cho vào chảo nhé, bây giờ mình sẽ xên cái phần đỗ này lên nhé. Các bạn sẽ cho mình cái phần dừa sợi này. Dừa ấy, mình mua ấy là buổi sáng, nhưng mà thời tiết nó nóng ấy, thì mình phải cho vào ngăn đá cho nên là nó hơi cứng một tẹo. Mình chỉ cần đảo ra nó sẽ ra nhé. Và các bạn sẽ cho mình cả cái phần đường vào nhé. Tùy theo bạn nào mà ăn ngọt nhiều ấy, thì mình sẽ cho nhiều cái phần ngọt này nhé. Mình xên đều lên. Đấy các bạn, sau khi mình xên đã khô như này là được rồi nhé. Mình sẽ để nguội để mình vo thành viên. Trong lúc chờ đợi cái phần đỗ nó nguội thì mình sẽ làm cái phần bột này các bạn nhé.
các bạn sẽ chia cái phần bột này ra thành từng phần ra cho mình, để sau đó mình làm bánh nhé. Cũng chia nhân thành từng nhân, đây là vỏ bánh và nhân bánh, chia đều ra. Cái phần đậu xanh này các bạn cũng vo thành viên cho mình nhé. Đấy, mình làm cái phần này là phần nhân ạ. Thế các bạn xong hết các nguyên liệu rồi, các bạn chuẩn bị cái mâm và mình cho lá chuối vào nhé. Và các bạn sẽ xếp trong ngày ngược xuôi như thế này, xuôi ngược để cho khi mình gói nó không bấy. Và khi để lá chuối và bánh không dính vào, các bạn sẽ cho vào đây cho mình một ít dầu ăn. Khi mình bóc bánh ra nó sẽ không bị dính. Các bạn sẽ đập cho mình thành hình vuông nhé, ở góc này ạ. Rồi, như vậy là mình đã xong phần lá chuối. Bây giờ mình chỉ cần đặt bánh vào nó là được nhé. Bây giờ mình sẽ làm phần bánh. Đây ạ, bánh. Các bạn dịch cái phần bột này ra cho nó mỏng ra, để mình cho cái phần nhân kín là được. Rồi các bạn cho nhân vào cho mình. Mình chỉ cần bọc kín nó thôi nhé. Đấy, như vậy là đã kín rồi. Là mình đã là một chiếc bánh rợm rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào lá nữa là được. Đấy, cái lá mình đã quyết dầu ăn rồi nhé. Các bạn sẽ vạch ra cái phần có dầu ăn nhé. Đấy, là phần này. Rồi mình chỉ cần đặt cái bánh vào thôi. Xong. Các bạn gói nó lại cho mình gập nhé. Không cần phải dây cột gì cả. Như vậy là mình đã được một chiếc bánh rợm nhé. Và mình sẽ cho vào nồi hấp, tương tự với những cái khác các bạn cũng làm như vậy cho mình nhé. Đây các bạn cho một ít dầu ăn này, sát đều lên. Sau đó các bạn gập lại cho mình phễu ra, lật nó ra, lấy chỗ phần có dầu ăn. Các bạn để bánh vào cho mình dí xuống. Rồi bây giờ mình sẽ gói nha. 2 cái, 3 cái và cái cuối cùng bạn sẽ có thể nhét được vào mấy trong này. Đấy, như vậy là mình đã xong chiếc bánh rất là nhanh gọn. Các bạn chuẩn bị một cái nồi hấp và mình cho bánh vào mình hấp nhé. Mình sẽ hấp khoảng 3 đến 40 phút ạ. Đây các bạn, sau khi mình hấp được 40 phút rồi nhá, bây giờ mình sẽ lấy cái phần bánh này ra. Bánh này thì mình sẽ lấy ra và các bạn để nguội một chút thì mình mới ăn nhất. Ăn nóng thế này thì nó hơi bị nóng ạ. À, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm bánh rợm nhân đậu xanh nhé, ngọt. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.